Xin chào tất cả các bạn nha, chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh Ngọc Anh MMO của mình nha. Tiếp tục trong video này mình giới thiệu cho các bạn tham gia một chương trình Airdrop nhận 150 token Greencoin đến từ Greencoin Airdrop nha các bạn. Thì để tham gia giá hôm nay các bạn cần hoàn thành tất cả các task nha các bạn. Thì các bạn click phần link mô tả dưới video mà tôi làm task chatbot nha các bạn. Con này chạy trên nền tảng của TC20 và sẽ list sàn CoinMarketCap và list sàn Container nha các bạn, website con. Rồi nhiệm vụ đầu tiên các bạn follow Twitter và Retweetbot. Trên Twitter các bạn theo dõi nha các bạn. Tổng bull của giải thưởng này là tới 60.000 USDT, khá là cao nha các bạn. Rồi bạn tweet lên. Rồi tiếp tục bạn follow Twitter cái thứ hai của nó nè các bạn. Rồi bạn bắt đáp lên nha các bạn. Tiếp tục follow kênh partner nữa nè. Rồi bạn mới đáp lại như bạn. Tiếp tục thì các bạn tweet nè, retweet nè. Thì các bạn like nè các bạn. Các bạn chấp nhận với 5 người bạn nha các bạn. Tắt like nè. Rồi các bạn bình luận luôn nha các bạn. Rồi bạn tweet lên nè các bạn. Rồi sau đó bạn mới đáp lên nè các bạn. Bạn subscribe kênh YouTube nữa nha các bạn. Rồi sau khi bạn đăng ký xong thì bạn bắt đáp lên nè. Join tiếp kênh group nè. Bắt đập lên nè. Join tiếp kênh channel luôn nè. Giờ đây các bạn nhớ verify nha các bạn. Đầu ta. Và các bạn chờ chút xíu nha bạn. Mình gắt ghét cái này luôn. Verify gì. Quên xôn đại nè. Không biết Ngọc Anh MMO ở đâu luôn. Thôi bạn bắt đáp luôn đi bạn, bấm nút chat nè. Giờ bấm bấm show này rớt nha bạn. Bấm bấm submit detail nè. Bấm done nè. Tiếp tục còn submit đường link profile tại Twitter mình nha các bạn. Trên tờ Twitter nhấp avatar mình nhấp vào một hồ sơ nè các bạn. Nhấp ba cánh cùng nhấp vào chia sẻ nè. Sau đó các bạn sẽ chép liên kết gửi lên chatbot. Tiếp tục thì bạn gửi địa chỉ với TGC20 nha các bạn. Thì các bạn dùng địa chỉ với John Lin nha các bạn. Và các bạn, đây mình chờ mình kiếm địa chỉ nào các bạn. John Chocolate. John Lin. Rồi, các bạn copy địa chỉ với John mình nha các bạn. Như là chatbot nè các bạn. Rồi, các bạn join vào kênh này các bạn. Bấm done. Rồi, sau đó các bạn submit link retweet nha các bạn. Thì các bạn mở tờ Twitter cho các bạn ra nè các bạn. Các bạn chia sẻ cái bài các bạn đã tăng 5 người bạn nha các bạn. Bài này nè các bạn. Bạn sao chép liên kết nè. Gọi là chatbot nè các bạn. Rồi sau đó bấm balance để check số cầm kiếm được nè các bạn. Rồi nó cập nhật sau nha các bạn. Rồi bạn bấm vào nè. Mình đã nhận được 150 token green. Bấm ghép link lấy link ghép chia sẻ trong bè và người thân để kiếm thêm token nha các bạn. Rồi vậy video mình đến đây kết thúc. Mình chào tạm biệt các bạn. Hẹn tất cả các bạn vào những video clip tiếp theo từ mình nhé.